Rồi, xong rồi các bạn. Rồi, kính mời các bạn cùng nhắm rượu với Phan Miền nhá. Đây là cái món đặc sản của nhà quê. Đấy, ngon tuyệt vời luôn. Xem nào. Ui, thơm ngon lắm. Các bạn để Phan Miền thử miếng xem ra gì nhá. Ngon lắm mà thơm mà các bạn. Cái món hấp này nó không có nước cho nên ngon, ngọt, rất ngọt. Các bạn xem lại một lần nữa nhá, rất ngon. Đấy. Mỗi người ủng hộ cho mình một like nhá, một like là một đăng ký ủng hộ mình. Các bạn cũng sẽ làm được như một món như ý này, rất ngon. Món mới nhá, món con đục đục nha các bạn. Đấy. Đục đục hấp nha các bạn. Hấp cà chua, hấp sả, hấp hành. Đấy, mới mẻ nha các bạn. Đấy. Cà chua này. Đấy. Sả này. Và mẻ, mẻ cho mẻ kia rồi. Đấy. Bây giờ bắt đầu làm nha các bạn. Bắt đầu làm nha. Đây là cà chua. Đây là đục đục nhá các bạn. Con trai con đục đục các bạn. Hấp. Hấp mẻ nha các bạn. Hấp rất mẻ. Thank you.
qua đây con gì vừa ấy đấy. Thả nước xuống đấy. Con nước dùng đục cái lớp gì? Con lớp dùng đục thôi, con nước có lớp gì mà xuống đấy? Nước cơm ăn được. Chờ chút nhá. Xong rồi cái món này có gia vị hành tỏi này, có sả này, có mẻ này. Tiếp nhá. Bây giờ là đập hành này cho vào nó ngon này. Quá ơi, ngon tuyệt vời. Ngon tuyệt vời các bạn. Ngon tuyệt vời. Đấy. Ngon tuyệt vời. Đây là đùng đục hấp nha các bạn. Đấy, món này cực ngon. Là cho mẹ cho nó làm cho nó ngấm lấy bớt cái nọ mẹ này cho mẹ vào đây là hấp xả mẹ cho thêm đi một cái nhà ăn thêm miếng mẻ ok đấy. Đấy, các bạn chờ chút nhá một tẹo được thôi ok. Ngon quá, ngon quá. Ê xả. Ngon tuyệt vời. Yeah. Thank you.
thơm lắm. Món này ăn uống rượu nha, rồi là ăn theo tùy theo sở thích của các bạn. Chúng ta ăn kiểu gì cũng được. Đây là cà chua với lại ớt này. Xong rồi các bạn. Rồi, kính mời các bạn cùng nhắm rượu với Phan Miền nhá. Đây là cái món đặc sản của nhà quê. Đấy, ngon tuyệt vời luôn. Xem nào. Ui, thơm ngon lắm. Các bạn để Phan Miền thử miếng xem ra gì nhá. Ngon lắm mà thơm mà các bạn. Cái món hấp này nó không mất nước cho nên ngon, ngọt, rất ngọt. Các bạn xem lại một lần nữa nhá, rất ngon. Đấy. Mỗi người ủng hộ cho mình một like nhá, một like là một đăng ký ủng hộ mình. Các bạn cũng sẽ làm được như một món như ý này, rất ngon. Rồi, kính chào quý vị các bạn nhá. Chào anh em nhé, anh em bạn bè chúng ta vào xem ủng hộ, mỗi người đăng ký like cho ủng hộ nhá, một đăng ký một like ủng hộ, chào các bạn.